Cho nên mình đã là chiếc Samsung Galaxy A01, chiếc smartphone phổ thông có thể xem là rẻ nhất của Samsung tới hiện tại cho năm 2020. Thì trong cái video này mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh xem thử coi là cái chiếc điện thoại này nó sẽ có gì đặc biệt và hấp dẫn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mai Nguyên. Và đây là hộp đựng của chiếc Samsung Galaxy A01 và sẽ có là ba phiên màu để lựa chọn, đó là màu xanh dương, màu đen và màu đỏ. Thì phiên bản mình trên tay cho bạn xem sẽ là phiên bản màu xanh dương, và thấy là cái hộp của nó rất là nhỏ gọn với hình ảnh minh họa cũng như cái tên ở mặt trước như thế này. Mình sẽ kéo ra cho bạn xem. Đây là cái chiếc Samsung Galaxy A01, mình sẽ để sang một bên ha. Bên trong mình sẽ có là một cái hộp đựng sách hướng dẫn nè. Đây, một cái adapter sạc rất là nhỏ gọn với cái nguồn điện ra chỉ là 5V 1A, tức là sạc thường chứ không phải là sạc nhanh. Bên trong ngoài sẽ có là một cái cổng USB-A để mà kết nối với lại cái sợi cáp đi kèm, và nó dùng cái chuẩn sạc đó là micro USB. Cuối cùng mình sẽ có là một cái ổ chụp SIM, tiếc là hãng này không tặng cho người dùng đó là một cái tai nghe đi kèm. Quay trở lại về chiếc máy thì bạn thấy là Samsung sẽ in một số những cái thông tin nổi bật về sản phẩm, như là nó sẽ có một cái thiết kế màn hình đó là Infinity Full Display, nó sẽ có là một cái cụm karaoke phía sau và dùng con chip là 8 nhân. Sẽ để bạn xem ha. Rồi, thật ra mình đã khui trước đó rồi để mình thiết lập một số những cái cơ bản trước khi mình làm review cho bạn xem. Thì đây là cái chiếc Samsung Galaxy A01 phiên bản màu xanh dương. Thì cái chiếc này nó sẽ có cái thiết kế nguyên khối và cái phần chất liệu sẽ là chất liệu nhựa bạn ha, và không thể bóc được nắp lưng này ra. Thì cái chất liệu này mình thấy là nó rất là ok khi mình cầm nắm nè, cũng như là khi mình có thử bóp mạnh đó, thì nó không hề có bất kỳ một cái hiện tượng ọp ẹp nào của nhựa, chứng tỏ là Samsung rất là chăm chút và cách hoàn thiện của cái chiếc máy này, mặc dù đây chỉ là một chiếc máy phổ thông giá rẻ. Thì nó sẽ có những góc cạnh được làm bo cong, khi mình cầm nó sẽ rất là ôm tay và thoải mái, mà sẽ có là một cái cụm camera sau được làm hơi nhô cao lên như thế này với hai cái ống kính và một cái đèn flash logo Samsung. Và đặc biệt thấy là Samsung sẽ có một cái phần loa ngoài nhưng lại không đặt bên dưới như những cái điện thoại bây giờ, mà lại đặt ở mặt lưng. Đây có thể là nhiều người sẽ không cảm thấy đẹp mắt cho lắm. Đây là cái phần cạnh dưới của chiếc máy, bạn sẽ có là một cái cổng sạc micro USB và thêm một cú ích nữa. Đây là phần cạnh phải, bạn sẽ có là một cái nút nguồn và một cái ke SIM cũng như là thẻ nhớ. Thì cái ke SIM và thẻ nhớ này nó là riêng biệt, cho nên là bạn không cần phải hy sinh bất kỳ một cái SIM nào, vẫn có thể dùng thẻ nhớ. Đây là một cổng nhỏ nữa trên cái chiếc máy này. Cạnh trái bạn sẽ có là hai nút tải nhầm lượng ha, và mình thấy là bố trí rất là thuận tay và dễ thao tác. Còn phần cạnh trên bạn sẽ có là một cái cổng 3.5 để mà kết nối với lại những cái tai nghe rời ở ngoài. Phần mặt trước bạn sẽ có là một cái màn hình kích thước là 5,7 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng cái tấm nền đó là TFT cùng thiết kế là Infinity V Display. Thì điểm cộng của cái tấm nền này tuy là dùng TFT nhưng mà đây là một cái tấm nền thế hệ mới, cho nên là khi mà bạn có nghiêng ở những góc khác nhau á thì màu sắc của nó không bị ảnh hưởng. Chỉ có một cái giới hạn, đó chính là về cái độ sáng của cái màn hình này nó vẫn chưa thực sự cao, cho nên là khi mà bạn xài ở ngoài trời á thì nó sẽ gọi là hơi khó nhìn chút xíu, thì đó là một cái giới hạn nhỏ. Và đó thì bạn thấy là cái viền xung quanh của cái chiếc máy này á, màn hình nó cũng còn khá là dày, nhưng dù sao đây là một cái chiếc máy phổ thông cho nên là mình có thể chấp nhận được, cũng như là về cái độ chi tiết nè, cũng như là về màu sắc á, thì nó vẫn ở mức gọi là ổn, gọi là hợp lý trong cái mức giá của nó là dưới 3 triệu. Đồng thời mặt kính bảo vệ cho cái màn hình nó cũng được vuốt mềm mại ở những cái viền, cho nên là khi mà bạn có thao tác cảm ứng á, thì nó vẫn rất là mềm mại ha, không hề có cảm giác bị cứng tay. Về camera thì chiếc Samsung Galaxy A01 sẽ có một cái cụm karaoke phía sau với hai ống kính độ phân giải lần lượt đó là 13 chấm cùng với 2 chấm để mà đo chân ảnh chụp sáu phong. Thì mình sẽ vào cái giao diện camera bạn xem ha. Nó rất là cơ bản và đơn giản, và sẽ có chế độ quay phim với mức tối đa là Full HD 30 frame trên giây, chụp ảnh và lấy tác động để mà chụp xóa phông. Cuối cùng đó là chế độ chụp chuyên nghiệp. Thì với cái chế độ chụp chuyên nghiệp này thì bạn chỉ có thể chỉnh được những cái cơ bản như là về dãy ISO nè, cân bằng trắng cũng như là cái bù trừ sáng. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem nhanh một số những cái bức ảnh mình chụp nhanh bằng chiếc Samsung A01, bởi vì đây là chiếc máy demo cho nên là với những chiếc máy chính thức thì có thể nó sẽ khác đi một chút xíu. Cuối cùng là về cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy A01 được trang bị là con chip xử lý Snapdragon 439, 2GB RAM cùng với 16GB bộ nhớ trong.
cài đặt sẵn đó là Android 10 cùng giao diện là One UI 2.0. Thì với cái cấu hình này thì nó bứng gọi là mượt mà những cái tác vụ đơn giản như là bạn lướt web nè, xem video trên YouTube nè, hay là Facebook Messenger. Còn với những nhu cầu nặng nề hơn như là chơi những cái game á, thì mình nghĩ là cái máy này nó sẽ chơi không được ngon lành lắm. Thì do đây là chiếc máy demo cho nên là mình sẽ không có đánh giá nhiều. Thì khi nào mình có một cái chiếc máy chính thức á, thì mình sẽ đánh giá sau để cho các bạn xem. Ngoài ra thì mình thấy là giao diện One UI 2.0 này á, nó rất là mượt ha, cũng như là cái chiếc máy này nó sẽ không có cái vân tay phía sau mặt lưng cũng như là vân tay trong màn hình, mà nó sẽ dùng cái công nghệ đó là nhận diện gương mặt để mà mở khóa máy. Bây giờ mình sẽ thử thiết lập nhanh luôn cho bạn xem coi là nó như thế nào. Đây mình sẽ kiểu khóa ha, mình chọn đó là khuôn mặt ở đây. Ok, tiếp tục mình sẽ chọn máy pin, mình sẽ bấm số 0 rồi 1 2 3 4, tiếp tục 1 2 3 4. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái giao diện thiết lập gương mặt cho bạn xem nhanh ha. Đấy, bạn thấy là cái tốc độ thiết lập của nó cũng rất là nhanh. Rồi, ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ thử thoát ra ngoài, mình tắt đi để xem coi là nó có nhận diện nhanh hay không. Đấy, bạn thấy là nó cũng khá là nhanh. Đây, làm lại lần cuối. Về dung lượng pin thì chiếc Samsung Galaxy A01 được trang bị là 3000 mAh. Nếu mà so với lại những cái sản phẩm mà cùng phân khúc á, thì nó sẽ có phần hơi thấp hơn. Nhưng mà nếu mà bạn xài những cái tác vụ đơn giản và bình thường thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ có thể đáp ứng tốt cho bạn có thể trải nghiệm được trọn vẹn gần một ngày. Như vậy là mình đã gọi là mình trên tay nhanh cho bạn xem về chiếc Samsung Galaxy A01, chiếc điện thoại gọi là phổ thông vừa mới được ra mắt của Samsung. Thì bạn nào có ý kiến gì về cái chip này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video, và link mua hàng thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để cho bạn xem kỹ hơn. Và khi nào mình có chiếc máy chính thức á, thì mình sẽ có một cái video khác mình đánh giá kỹ hơn để cho bạn xem. Ok, rồi chào các bạn.